Tranh cãi xoay quanh việc Trấn Thành tiếp tục làm MC rap Việt mùa 3, khán giả đồng loạt tẩy chay chương trình. Sau nhiều ồn ào về phát ngôn, cách cư xử, nhiều thông tin cho rằng Trấn Thành bị nhà sản xuất gạch tên khỏi vị trí MC. Tuy nhiên, đạo diễn Bối Già vẫn đảm nhận vị trí dẫn chương trình rap Việt mùa 3. Sự việc thế nào, mời mọi người theo dõi tiếp nhé! Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Trấn Thành và ekip đạt nhiều giải thưởng lớn nhưng nam MC không thể góp mặt. Chúc mừng đạo diễn xuất sắc của hạng mục phim Việt Nam, đạo diễn Trấn Thành. Dạ, hôm nay thì chồng em đang quay chương trình rap Việt cho nên không thể có mặt ở đây. Cho nên chồng em bảo là vợ chồng là một, thì anh không đi được thì em đi dùng anh được không để lo take care đoàn. Chứ em không nghĩ là tưởng ra ngoài đêm nhân qua vậy thì em cảm thấy nó rất là vinh dự. Thay vào đó, Harry Won thay mặt chồng lên nhận giải. Nữ ca sĩ xác nhận Trấn Thành trùng lịch trình quay chương trình rap Việt nên không thể tham gia. Ngoài ra, cô tiết lộ Trấn Thành thường thức đến 3-4 giờ sáng, trải qua nhiều vất vả, nay mọi khó khăn được bù đắp bằng giải thưởng. Trước thông tin này, khán giả chia hai luồng ý kiến. Có người ủng hộ nam MC tiếp tục đồng hành cùng rap Việt, nhận xét không ai giữ vai trò này tốt hơn anh. Có khán giả tỏ ra ngán ngẩm vì không thích cách Trấn Thành dẫn dắt và nhắc lại những ồn ào mùa trước của anh. Luôn ủng hộ Trấn Thành, con người cũng có lúc nói vạ miệng, ai mà tránh khỏi chuyện đó. Cái gì ra cái đó, năng lực của Trấn Thành không thể phủ nhận. Hay một ý kiến khác, dù gì Trấn Thành vẫn hợp với rap Việt, nếu để ai đó khác dẫn sẽ bị chê nhạt cho mà xem. Trấn Thành có khóc nhiều như các mùa trước đó nữa không? Xem phát ngán. Sau nhiều lùm xùm về phát ngôn, ứng xử, không ít tin lan truyền Trấn Thành bị gạch tên khỏi vị trí ghế nóng hay người dẫn chương trình một số chương trình quen thuộc. Trước đó, nhà sản xuất Siêu Tài Năng Nhí thông báo MC Đại Nghĩa thay thế vị trí của Trấn Thành sau 3 năm MC này đồng hành cùng chương trình vì anh bận lịch quay phim. Trong hai mùa đồng hành cùng rap Việt, Trấn Thành vướng nhiều rắc rối như chuyện anh mau nước mắt, bị chỉ trích khi body shaming, miệt thị ngoại hình thí sinh. Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm bốn chữ hào quang rực rỡ đi rồi biết nói là cái gì. Trấn Thành vừa khóc vừa phát biểu trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, nam MC tự nhận là người bị chửi nhiều nhất Việt Nam, bị chế giễu hay khóc. Một khi người ta ghét mình, tôi làm gì cũng bị ghét, nhưng tôi không bận tâm nhiều, tôi chỉ muốn mang hạnh phúc cho những người quan tâm mình, cần mình, anh nói. Thời gian gần đây, Lý Hải cho ra rạp phim điện ảnh mới, Trấn Thành tiếp tục vướng nghi vấn chơi xấu đồng nghiệp. Nhiều người nói nam MC rap Việt cố tình tạo scandal chiếm sự chú ý của công chúng. Theo Harry Won, Trấn Thành vẫn đang bận rộn với các dự án phim cá nhân sau thành công của Nhà Bà Nữ, Bố Già. Trên truyền hình, anh vẫn đảm nhận công việc quen thuộc. Vị trí MC chương trình Hẹn Hò Nổi Tiếng Người Ấy Là Ai, có do Trấn Thành cầm trịch hay không, vẫn còn bỏ ngỏ. Trên các bức ảnh lan truyền, các sao Việt như Châu Bùi, Ngô Kiến Huy, Bảo Thi, Tiểu Vi tại buổi ghi hình chưa thấy Trấn Thành xuất hiện. Còn bạn, bạn thấy sao về việc này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật được những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.